Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là khởi kiện một vụ án hành chính tại tòa án. Thưa quý vị và các bạn, để giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là một vụ án hành chính thì tôi sẽ đưa ra ba cái ví dụ để quý vị và các bạn xem cái việc của mình, cái việc của nhà mình nó có giống cái trường hợp của những cái vụ kiện hay không. Và khi mà cái quyết định này đã có hiệu lực thì mình có cái quyền khởi kiện ở tòa. Thưa quý vị và các bạn, cái vụ đầu tiên của tôi là như thế này. Vào những năm 1990 thì sau khi mà đất được đưa vào hợp tác xã thì một người dân đã được đưa đất vào hợp tác xã. Và trong cái quá trình đưa đất vào hợp tác xã thì họ cũng là một thành viên trong hợp tác xã. Và khi họ đã là thành viên thì những người còn lại thì hồi đó thì theo cái chế độ mà gọi là làm công thì hưởng sản phẩm, mỗi một người thì khoán một cái sản phẩm nào đó. Thì ở với cái vùng quê ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm đó thì để thuận tiện cho cái việc mà ở lại thì một số tập đoàn viên thì ở lại ở trên đất và tùy theo cái mức độ là nông nghiệp nè, rồi công nghiệp nè, thủ công mỹ nghệ thì họ đã sinh sống cất nhà ở trên thời gian đó. Và trong suốt thời gian đó thì trong cái quá trình họ cất nhà thì sau này thì hợp tác xã tan rã thì nhà nước đã có một cái quy định rằng là đất của người nào thì chuyển về người đó. Tuy nhiên rằng những cái tập đoàn viên á, họ ở lại trên đất thì họ đã không có còn cái nhu cầu và họ đã chuyển đổi cái ngành nghề. Thì lúc đó hợp tác xã tan rã thì họ lại đi ra nơi khác. Vào những năm 2000 thì ở Ủy ban Nhân dân đã có một cái quận huyện đã có một cái phán quyết là công nhận cái nhà cho một cái người tập đoàn viên đó. Và xảy ra những cái phán quyết, cái quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện rằng là công nhận cái phần diện tích tương ứng với cái quá trình quản lý sử dụng của tập đoàn viên đó để công nhận cho họ bằng một cái quyết định hành chính. Tuy nhiên rằng là cái việc công nhận này nó sẽ ảnh hưởng tới ở cái người chủ đất cũ. Họ cho rằng là trước đây là tôi, ba mẹ tôi có 1.000 mét vuông đất, mà bây giờ sau khi hợp tác xã trả lại thì tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào những năm 1998 rồi. Sau bây giờ là Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện lại cắt đất, ban hành một cái quyết định hành chính công nhận cho ông kia là 100 mét vuông đất như vậy thì ảnh hưởng tới tôi. Và không đồng ý với cái phán quyết, cái quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện thì cái ông chủ đất, con của người chủ đất, họ đã khiếu nại lên thành phố Hồ Chí Minh. Và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận giữ nguyên cái quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện kia. Và thế rằng cái quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân quận huyện và tiếp theo là cái quyết định giữ nguyên của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và sau hai cái ban hành cái quyết định hành chính thì kể như cái ông khách hàng của tôi, ông không còn đi đường con đường hành chính vì cái quyết định hành chính này có hiệu lực pháp luật. Thế đó quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện và sau đó là quyết định hành chính giữ nguyên quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận cái phần diện tích đó. Và còn một con đường là họ khởi kiện đến tòa. Nhưng lại một cái vụ kiện thứ nhất là như vậy nha quý vị và các bạn. Và luật hành chính thì cho phép kể từ khi quyết định có hiệu lực pháp luật thì những cái người bị thiệt hại trong cái vụ kiện này là cái ông khách hàng tôi, ông có quyền khởi kiện đến tòa trong thời hạn 1 năm để xem xét cái quyết định hành chính
Và thế là ổng có một cái cơ hội. Thì hôm nay là tôi chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn sơ lược thế nào là quyết định hành chính. Và cái quyết định hành chính này sau khi có hiệu lực thì họ được quyền khởi kiện qua tòa. Một cái vụ thứ hai nha quý vị và các bạn. Một cái vụ thứ hai là trong cái gia đình. Thì hồi xưa ở cái vùng quê, vùng ngoại thành là vùng ấp chiến lược. Sau năm 1995 thì bắt đầu cấp giấy trắng, gọi là giấy trắng đó. Cái việc cấp thì chỉ mang tính chất là ước lượng thôi. Tôi có 5.000 m2 tôi ra tôi đăng ký. Và tôi đăng ký thì được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, quận cấp giấy chứng nhận, mà không có một cái quá trình gọi là kiểm tra thực địa, dẫn đến tình trạng là cái ông liền kề đó, ông đang quản lý sử dụng, nhưng cái ông kia, cái ông nhà bên cạnh, ông lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Và đây là một cái trường hợp rất là phổ biến, vì tại thời điểm đó luật chưa cập nhật hết. Có những cái điều mà sau này các anh chị ủy ban nói rằng thôi thì ai tranh chấp tới đâu giải quyết tới đó. Và sau khi phát hiện được một cái sự nhầm lẫn của cái người A quản lý sử dụng trực tiếp trực canh, nhưng lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái ông hàng xóm, thì phát sinh là Ủy ban Nhân dân các quận, huyện ban hành cái quyết định hành chính thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì ảnh hưởng quyền lợi đến cái người trực canh, cái người trực tiếp quản lý sử dụng, và không đồng ý. Vì tự nhiên tôi là đang có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, tôi là tấm bùa hộ mệnh, mà tự nhiên Ủy ban Nhân dân các quận huyện lại thu hồi cái quyết định của tôi. Thực sự rằng là tôi có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tôi có thể đem cái giấy này tôi đem cầm cố, tôi đem thế chấp, thậm chí tôi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và vì bị thiệt hại cho nên cái ông khách hàng của tôi, ông đã khiếu kiện quyết định hành chính. Và sau khi mà Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện thu hồi thì ông khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành phố, và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành phố vẫn giữ nguyên cái quyết định này và không gọi là không tâm phục khẩu phục. Và ông đã khởi kiện ở tòa án để yêu cầu được công nhận cái phần diện tích quyền sử dụng đất này là của tôi. Vì nếu cho rằng cái quyền sử dụng đất này là của cái ông hàng xóm thì ông hàng xóm chứng minh đi. Cho đến thời điểm này ông nói rằng ông trực canh, nhưng thời điểm này thì cách đây vào khoảng hơn 10 năm 15 năm chẳng có ai quản lý sử dụng phần đất đó. Và cái nguồn gốc đất này là từ ba mẹ tôi quản lý sử dụng cho tới khi mà được kê khai đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy cái người mà bị cái quyết định hành chính điều chỉnh đó quý vị, thu hồi, họ đã khiếu nại và họ không được chấp nhận. Và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh họ cũng ban hành cái quyết định tiếp tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và sau này thì họ còn một cái quyền gọi là quyền khởi kiện tại tòa án. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến quý vị và các bạn cái quyền khiếu kiện một cái quyết định hành chính tại tòa án trong thời hạn 1 năm. Trường hợp thứ ba thì quý vị và các bạn, trường hợp này thì thực tiễn thôi. Tôi có một cái phần đất có một cái diện tích là 100 m. Thì ban quản lý bồi thường đền bù đất của tôi nằm ngay mặt tiền của huyện lỵ, nhưng mà bây giờ bồi thường với cái giá gọi là rất là thấp, cho nên tôi không có đồng ý đến quyết định này. Và quyết định của Ủy ban Nhân dân quận huyện cũng đã ban hành tiếp tục ra những cái khoản bồi thường khoảng A, khoảng B, khoảng C, khoảng D gì đó. Nhưng mà tôi cho rằng là cái việc mà cái quyết định bồi thường và cái số tiền bồi thường đó nó nhỏ lắm. Và quyết định này, cái bồi thường này nó không thực tế, nó không thực tiễn. Và khi nhận cái
số tiền bồi thường này cứ không làm gì cả. Và tôi đã khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp thành phố. Và cấp thành phố sau khi thanh tra thành phố đã xem xét những cái khoản và họ cho rằng tại thời điểm này cái giá đất phù hợp với cái chính sách quản lý đất đai của nhà nước, phù hợp với cái giá đất của vùng miền và giữ nguyên cái quyết định hành chính, giữ nguyên cái số tiền bồi thường. Tôi không đồng ý quý vị và các bạn ạ. Tôi cho rằng với cái số tiền là một đồng này thì tôi đi ra tôi không thể mua được 100 mét vuông đất với cái vai trò tương tự. Và tôi quyết định khởi kiện tại tòa án. Tòa này á, tòa là cái cơ quan độc lập, tòa sẽ xem xét và thẩm định giá đất của tôi tại thời điểm tòa xét xử. Và bây giờ cái ông Ủy ban nhân dân cấp quận huyện, cái ủy ban nhân dân cấp thành phố này, ổng sẽ bồi thường cho tôi với số tiền này, và số tiền này thì không đúng, thấp quá, tôi không thể mua được gì cả. Và kể từ khi tôi nhận cái quyết định hành chính của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cũng có thể là cái quyết định hành chính của ủy ban nhân dân cấp quận huyện mà tôi không khiếu nại, thì tôi còn một cái con đường nữa là đường khiếu nại qua tòa. Thưa quý vị và các bạn, với ba cái ví dụ trên, tôi sẽ chính thức thông báo cho quý vị và các bạn một cái thông điệp. Sau khi quý vị và các bạn không đồng ý cái phán quyết của quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp, về số tiền bồi thường, về quyết định thu hồi đất, và dĩ nhiên cái việc mà khiếu kiện hành chính nó rất là nhiều vấn đề, tuy nhiên tôi đưa ra cho quý vị ba vấn đề cơ bản để quý vị và các bạn biết rằng sau khi có cái giải quyết khiếu nại của ủy ban nhân dân cấp quận huyện, quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thì quý vị và các bạn còn một con đường nữa, đó là con đường khởi kiện tại tòa án. Và chắc chắn rằng đây là những cái video cơ bản mà tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn, để mong quý vị và các bạn hiểu được trong trường hợp của mình, không phải là cứ quyết định hành chính, không phải là quyết định ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì các bạn không có tâm phục khẩu phục, không đồng ý với tinh thần của quyết định khiếu nại, và mình cho rằng cái việc mà ủy ban nhân dân cấp quận nè, huyện nè, ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành cái quyết định khiếu nại đó ảnh hưởng đến quyền và lợi pháp của tôi, thì tôi sẽ khiếu nại bằng con đường tòa án. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là video có những cái thiệt hại, tuy nhiên thông điệp của chương trình Vân Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi đến quý vị và các bạn, kính mong quý vị và các bạn hiểu được ít nhất rằng cơ bản thế nào là khởi kiện hành chính tại tòa. Xin trân trọng cảm ơn.